Thưa quý vị và các bạn, cách đây đúng 70 năm, Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên đã chính thức được ký kết và chấm dứt cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 cho đến năm 1953. Nhân dịp này, thì Triều Tiên đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2018, lễ kỷ niệm có sự hiện diện của các khách mời nước ngoài. Trong đó thì phải kể đến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Phái đoàn cấp cao của Trung Quốc. Nhân dịp này, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 70 năm ký kết hiệp định này, cũng như là phân tích mục đích của chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Triều Tiên qua cuộc trao đổi điện thoại với Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược của Bộ Công an. Vâng ạ, xin cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa Thiếu tướng, cách đây 70 năm thì cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc chỉ với một hiệp định đình chiến. Thỏa thuận này thì đã tạo ra một khu phi quân sự liên triều để ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc và đồng thời cho hai bên tiến hành trao trả tù binh. Vậy Thiếu tướng có thể khái quát cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953 và sự ra đời của hiệp định đình chiến không ạ? Về cái quá trình cái cuộc xung đột Triều Tiên năm 1953 diễn ra trên những đợt lớn như sau. Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, ông Kim Nhật Thành cho quân đội tiến về phía Nam với ý định là giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất bán đảo Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của ông. Trước chiến công của ông Kim Nhật Thành như vậy thì lực lượng phía Nam phản công. Sau một tháng, vào ngày 27 tháng 6 năm 1950, thì Tổng thống Mỹ lúc đấy là Truman đã tuyên bố can dự vào cuộc chiến Triều Tiên, Nam Bắc Triều Tiên. Chúng ta nên nhớ ra vào 1950 thì Liên Hiệp Quốc gần như do Mỹ khống chế và chỉ đạo. Ngày 7 tháng 7 năm 1950 đã thành lập Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc do Mỹ thành lập và lãnh đạo để đưa quân của Mỹ và đồng minh của Mỹ vào phía Nam Triều Tiên để tấn công quân đội của ông Kim Nhật Thành. Và chính thức cuộc chiến tranh xung đột giữa Triều Tiên với quân đội Mỹ bắt đầu diễn ra dưới sự lãnh đạo của lực lượng quân đội Mỹ và được các đồng minh phương Tây ủng hộ. Đến cuối năm 1950, thì lực lượng Nam Triều Tiên đã phản công, đẩy lùi cái tiến quân của quân Kim Nhật Thành lên phía Bắc. Trước tình hình nguy cấp như vậy, thì tháng 11 năm 1950, Trung Quốc tham chiến. Đến lúc này cũng chưa có một thông tin chính thức về việc số lượng quân đội Trung Quốc tham chiến ở Triều Tiên. Có nguồn tin là 1 triệu, có nguồn tin là 280.000. Và quân đội Trung Quốc cũng đã hy sinh ở đây khoảng hơn 100.000. Như vậy, từ tháng 11 năm 1950, cuộc chiến tranh Triều Tiên thực chất là cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc. Đến đầu tháng 7 năm 1951 thì bắt đầu diễn ra cuộc đàm phán giữa hai bên. Từ ngày 27 tháng 7 năm 53 thì hai bên ký hiệp định đình chiến chứ không phải là mình hòa bình. Ba quốc gia tham gia ký đấy là Triều Tiên, là Trung Quốc và Mỹ. Trong hiệp định đình chiến này không có vai trò của Hàn Quốc. Và tôi xin lưu ý rằng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, Liên Xô cũng đã cung cấp vũ khí, chuyên gia quân sự trong cái liên quân Trung Triều chống Mỹ. Như vậy là cuộc chiến tranh Triều Tiên này kéo cả Liên Xô, cả Trung Quốc và cả Mỹ vào cuộc chiến tranh này. Vâng. Có thể thấy là dù Triều Tiên và Hàn Quốc thì đã ký kết hiệp định đình chiến, nhưng mà trên lý thuyết thì mối quan hệ liên triều vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Và thực tế là quan hệ hai bên vẫn liên tục xảy ra sóng gió. Trong đó thì có vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân Triều Tiên. Vậy thì vấn đề phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên tới nay đã đạt được những kết quả như thế nào rồi ạ? Về vấn đề chương trình hạt nhân Triều Tiên và cố gắng phi hạt hóa hạt nhân Triều Tiên, cũng thể nói khái quát vài điều là từ 27 tháng 7 năm 1953 đến ngày hôm nay, trên bán đảo Triều Tiên chưa có một ngày nào yên ổn cả. Mặc dù không có chiến tranh, nhưng hai miền Nam Bắc thường xuyên ở trong trạng thái hết sức căng thẳng, thù địch đối với nhau. Sau 1953, Mỹ và các đồng minh của Mỹ phương Tây hỗ trợ Hàn Quốc phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng quân đội hùng mạnh, tạo ra một cái mất cân bằng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Trong bối cảnh
mất cân bằng về kinh tế, Triều Tiên lựa chọn con đường trang bị vũ khí hạt nhân. Về khách quan mà nói, tôi nghĩ rằng cách lựa chọn ấy là thông minh. Nếu không có vũ khí hạt nhân thì chắc chắn Mỹ và Hàn Quốc có khả năng sẽ đè bẹp Triều Tiên. Trong khi thua kém Hàn Quốc về kinh tế, Triều Tiên lựa chọn phát triển quân sự, trang bị vũ khí hạt nhân. Và họ đã thành công. Tháng 10 năm 2006, Triều Tiên đã thử thành công quả bom nguyên tử đầu tiên. Và sau đấy, Triều Tiên tiếp tục 5 lần thử nữa. Nhiều nguồn tin có vẻ tin cậy cho rằng Triều Tiên đến giờ phút này đã có trong tay khoảng 20 đến 30 quả bom nguyên tử. Và từ tháng 10 năm 2006 khi Triều Tiên thử thành công, thì phía Mỹ tìm mọi cách để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Nhưng tất cả các cuộc đàm phán ấy đều thất bại và rơi vào quên lãng. Bán đảo Triều Tiên càng ngày càng căng thẳng. Từ năm 2015 đến bây giờ, Triều Tiên phát triển tên lửa các loại. Đến năm 2023 này, Triều Tiên đã có trong tay tên lửa liên lục địa có khả năng đưa đầu đạn hạt nhân đến đất Mỹ, lãnh thổ Mỹ, tức là khoảng 12.000 cây số. Riêng cái năm 2022, Triều Tiên đã phóng gần 100 quả tên lửa các loại. Mỹ từ năm 2006 bây giờ thực hiện một cái chính sách bao vây cấm vận trừng phạt Triều Tiên để Triều Tiên từ bỏ cái chương trình hạt nhân. Đến bây giờ đã 17 năm rồi, thực tế đã chứng minh rằng cái chiến lược phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Mỹ là hoàn toàn thất bại. Có thể nói là trong thời gian gần đây thì tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã vô cùng căng thẳng khi mà Mỹ và Hàn Quốc thì liên tục tổ chức các cái cuộc tập trận và Triều Tiên cũng liên tiếp thử các tên lửa. Vậy thì điều này có dẫn đến cái việc là đẩy Triều Tiên vào một cuộc chiến tranh hay không ạ? Đến giờ phút này thì rõ ràng là cái quả bóng đang ở về phía Mỹ. Thái độ cách giải quyết của Mỹ như thế nào thì bán đảo Triều Tiên diễn ra cách ấy. Là 17 năm vừa rồi, cái chiến lược phi hạt nhân của bán đảo Triều Tiên là của Mỹ hoàn toàn thất bại. Bao vây cầm vần như vậy mà Triều Tiên vẫn phát triển càng ngày càng hoàn thiện công nghệ quân sự. Và vì thế, nhiều học giả cho rằng từ nay về sau Mỹ thì có một cách tiếp cận mới đối với chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Bây giờ từ bỏ cái gọi là phi hạt nhân hóa mà phải thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu nhân. Họ có trong tay 20-30 quả bom nguyên tử phi hạt nhân hóa thế nào được? Điều thứ nhất. Điều thứ hai là hợp tác, bàn bạc với nhau để kiểm soát vũ khí, tức là thông qua song phương đa phương quốc tế để đảm bảo cho cái kho vũ khí hạt nhân Triều Tiên không được sử dụng để tấn công bất kỳ nó cả. Vì thế chuyển từ cái phi hạt nhân hóa sang thừa nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu nhân và tìm cách kiểm soát vũ khí. Đây là cách tiếp cận hợp lý nhất. Vâng. Còn nếu như cách làm như hiện nay, Tổng thống Hàn Quốc In Suk-in 2 năm nay chủ trương hoàn toàn ngược lại với người tiền nhiệm là Moon Jae-in, gắn bó chặt chẽ với Mỹ và Nhật Bản, thậm chí là cho các cái tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, tàu sân bay, tàu ngầm tấn công USS Kentucky mang 20 tên lửa đạn đạo và 80 đầu đạn hạt nhân đến cái quân cảng Busan. Tất cả những hành động này chỉ kích động Triều Tiên tiếp tục hoàn thiện hệ thống sản xuất tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo, tên lửa lục địa. Thế còn khả năng bắt đầu tiên sắp tới, thế giới cũng lo lắng đấy, khả năng bùng nổ chiến tranh. Tôi nghĩ rằng cái lo lắng ấy là cũng quá đáng, bởi vì Triều Tiên thử các loại tên lửa là để phản ứng những hành động của Mỹ và Hàn Quốc. Chứ bản thân Triều Tiên tôi tin rằng cũng không muốn và chưa sẵn sàng lao một cuộc chiến tranh. Về phía Mỹ thì chắc chắn chính quyền Joe Biden và những người kế nhiệm của ông Joe Biden không muốn có một cuộc chiến tranh với Triều Tiên. Về phía Trung Quốc, tôi hoàn toàn tin rằng Trung Quốc cũng hoàn toàn không mong muốn xảy ra chiến tranh Triều Tiên. Vì chiến tranh Triều Tiên xảy ra ở quy mô nào cũng tác động xấu đến Trung Quốc. Và như vậy thì làm sao mà có chiến tranh được? Ít ra trong cái tầm nhìn được 5-7 năm nữa là chưa có. Nhưng mà bán đảo Triều Tiên thường xuyên ở trạng thái hết sức căng thẳng bên miền hồ chiến tranh. Nhân 70 năm ngày ký Hiệp định Đình Chiến thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm đến Triều Tiên để dự lễ kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định Đình Chiến trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Cái chuyến thăm diễn ra trong lúc xung đột ở Ukraine đang có những cái diễn biến căng thẳng. Vậy theo Thiếu tướng thì mục đích của chuyến thăm này của Bộ trưởng Nga là gì ạ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đã sang Triều Tiên
Điện Kremlin thông báo là ông ta thay mặt nhà nước Nga dự kỳ lễ kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến ngày 27 tháng 7. Thì đấy là cái tuyên bố về công khai về ngoại giao của Nga. Nhưng mà có lẽ vấn đề không đơn giản như vậy đâu ạ. Trong khi nước sôi lửa bỏng trong cuộc xung đột quân sự Nga, Ukraine đang đến cái giai đoạn phản công quyết liệt như vậy. Làm gì có chuyện Bộ trưởng Quốc phòng thì rơi chiến trường sáng giờ một cái lễ kỷ niệm này được. Cho nên cái chuyến đi này, hình thức là dự kỷ niệm 70 năm hiệp định đình chiến. Tôi tin rằng nhân cái dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga sẽ bàn với nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên trong hợp tác chặt chẽ hơn nữa về mặt quân sự, củng cố hơn nữa, thắt chặt hơn nữa cái hợp tác quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên. Vậy theo Thiếu tướng thì chuyến thăm này của Bộ trưởng Nga Sergei Shoigu nó có tác động như thế nào đến cuộc xung đột ở Ukraine hay không ạ? Tại kia hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 11-12 tháng 7 vừa rồi ở Latvia, thì tạo ra bước ngoặt trong cái viện trợ của Mỹ phương Tây đối với Ukraine, 7 nước công nghiệp phát triển nói riêng và cả 31 nước NATO nói chung, cung cấp vũ khí, cung cấp công nghệ quân sự, cung cấp nguyên liệu, cung cấp nguồn tài chính Ukraine theo cái mô hình mà Mỹ đã cung cấp cho nhà nước Israel Do Thái từ năm 1948 để cho nhà nước Israel Do Thái đủ đứng vững xung quanh thế giới Ả Rập. Và hiện nay, tại Vilnius ngày 11-12 tháng 7 vừa rồi, 31 nước NATO, Mỹ cầm đầu, đã thay đổi chiến thuật bằng cách quyết tâm cung cấp tất cả mọi điều kiện cần thiết nhất cho Ukraine có thể đứng vững trước Nga được. Và tôi nghĩ rằng trước sức ép của Mỹ phương Tây như vậy thì Nga phải tìm thấy bạn bè đồng minh. Chắc chắn trong bối cảnh hiện nay, Triều Tiên là một cái đối tác có giá trị và rất quan trọng đối với Nga. Theo Thiếu tướng thì Mỹ, Hàn Quốc và các nước đồng minh đã có cái phản ứng như thế nào trước cuộc chuyến thăm này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tới Triều Tiên ạ? Có thể nói cái tình báo của Mỹ và Hàn Quốc và cả Nhật Bản nữa theo dõi rất sát từng ly từng tí một, từng bước chân từng cuộc họp một của Bộ trưởng Quốc phòng Nga tại Bình Nhưỡng. Nhưng thực ra thì họ không tìm thấy một cái dấu vết gì cả. Triều Tiên là một quốc gia kín như bưng. Cho dù hệ thống tình báo của Nhật Bản, của Hàn Quốc và Mỹ bằng mọi phương tiện nhưng mà không phát hiện ra mà cái dấu vết gì trong hợp tác quân sự giữa Nga với Triều Tiên cả. Và vì thế, họ lo lắng theo dõi nhưng mà phản ứng dè dặt. Cho dù là Mỹ với Hàn Quốc lo lắng hợp tác Triều Tiên mà thực chất mà họ lo Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga để tiến hành cuộc xung đột ở Ukraine. Nhưng mà họ không tìm thấy một cái dấu vết nào về việc này cả. Trên cái phản ứng của Mỹ, của Hàn Quốc, của Nhật Bản cũng rất dè dặt. Trên cuộc thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một cái dấu ấn rất đặc biệt, tạo ra một bước ngoặt trong cái mối quan hệ giữa Mỹ với Nga. Và đâu đấy hình thành hai khối. Một khối là Mỹ, Nhật, Hàn và một khối nữa là Trung Quốc, Nga và Triều Tiên để đối đầu với mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chắc chắn thì đang diễn ra như vậy. Vâng, xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình qua website truyenhinhnghean.vn, trang fanpage Truyền hình Nghệ An, Nghệ An TV và trên kênh YouTube Nghệ An TV. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.